Ok, xin chào anh em. Tôi đang ở thành phố Đà Nẵng. Hôm nay là lần đầu tiên tắm cho em nó sau hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh ra đến Đà Nẵng gần 2000 km. Bây giờ đang ngồi ở Đà Nẵng và đây anh em xem, mời anh em ly cà phê ban mê. Đấy, mời anh em xây cà phê Đà Nẵng nha, đúng kiểu chưa, ngồi nghe nhạc vàng. Đấy, nghe nhạc vàng và tắm cho em nó. Rồi, trắng Ngọc Trinh nhá, em Ngọc Trinh hôm nay được tắm rửa sạch sẽ. em Ngọc Trinh được tắm ở Đà Nẵng. Tắm cho em Ngọc Trinh ở Đà Nẵng. Đây, nhìn quả mông của em Ngọc Trinh này. Trời ơi. Đấy, mông nó phải như thế, mông nó cực to luôn. Đây, nhìn cặp giò này. Đấy, cặp giò, em trắng Ngọc Trinh. Rồi, thành phố Đà Nẵng thật là tuyệt vời. Thành phố Đà Nẵng thật là tuyệt vời anh em ạ, rất là đẹp. Ngồi đến đây rất nhiều lần và lần nào đến cũng rất là ấn tượng với Đà Nẵng. Xây dựng thì búa xua luôn. Cái đường từ Hội An ra Đà Nẵng thì nó bé tít nghìn. Lần đầu tôi đi tôi đã thấy nó rất là bé rồi. Nhưng mà hôm nay đi toàn 40, 45 mà đi một đoạn lại gặp một anh cốp vàng khè. Đấy, rất là mệt mỏi. Đi lì gì với cái xe gọi là VinFast hoành tá tràng như này mà đi chỉ được 40-45 km/h, thật là hơi bị khổ. Rồi nha, hôm nay em Ngọc Trinh được tắm, cập nhật cho anh em là Ngọc Trinh tắm như thế nào. Cập nhật cho anh em xem là VinFast Ngọc Trinh tắm như thế nào nha. Rồi anh em nhớ subscribe kênh của Lê Đức Thắng nhá, để xem tiếp về VinFast. Tôi chỉ có cập nhật mỗi VinFast thôi, vì là đi xuyên Việt 17 ngày chả có việc gì làm, sẽ chỉ cập nhật VinFast. Đấy thì sau đó rồi cũng biết là có được lên làm YouTube nữa không, nhưng mà chắc sau khi đi xuyên Việt thì không còn cơ hội để mà gọi là làm YouTube cho anh em nữa đâu. À, sẽ tiếp tục cập nhật các tính năng liên quan đến VinFast Lux Edge. Tắm rửa rồi ị ái các tất cả tật luôn.